Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Sau khi xuống khỏi máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi có đến thăm nhà anh cháu tôi ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Với một vài những cái tác phẩm trưng trước sảnh văn phòng cơ quan, anh cũng muốn giao lưu với anh em làng chơi chúng ta. Tôi làm một cái cuốn video nhỏ nhỏ trước khi đi về các tỉnh miền Tây để giao lưu cùng với các bạn. Vâng, chào anh Thế Long nhá. Dạ, chào bác Bảo Sơn. Vâng, bắt tay tí cho nó ấm áp. Như vậy là số cây của nhà mình đây thì thực ra thì khu vực này nó là khu vực sản xuất, cho nên anh trưng bày có ít cây thôi. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cây thứ nhất, đó là cây mai chiếu thủy. Vâng, sau đó chúng ta sẽ tham khảo cái giá mà anh Thế Long sẽ đưa ra để cùng nhau chia sẻ và giao lưu. Một cây mai chiếu thủy tầm nhỏ, có thể khoảng 2 đến 3 người bê nhẹ nhàng để di chuyển. Đó. Cây giáo thủy, cây mai cũng rất là già cây rồi. Với cái độ thu cắt và các cái vết sẹo đã lì hết rồi, trải qua những cái năm tháng. Bây giờ cái việc là chỉ có chơi và đón những cái vụ hoa, hưởng cái hương thơm rất là quyến rũ của mai chiếu thủy. Và nói đến dòng mai chiếu thủy thì chính là vụ hoa từ bây giờ cho đến vào chính là cái dịp Tết luôn đấy. Cây này thì tôi được biết là lần trước tôi vào tham quan, anh mới đặt ở dưới vườn về đây là đúng vào cái lúc mà toàn bộ cây trắng tinh, một cái màu hoa nó bung lụa ra rất tuyệt vời. Và vừa rồi anh có vẽ lại, đi lại dây để cho nó ổn định hơn. Nếu mà chơi thì chỉ 1-2 năm sau chúng ta tháo ra thì rất là, nó chín rồi thì rất là tuyệt vời đấy. Thân cây nó vặn hình xoắn. Đây là khu vực sản xuất cho nên nó có cái tiếng máy nó hơi ồn một chút. Vâng, thế anh Thế Long ơi, dạ. Bây giờ mà cây này mà chúng ta giao lưu với khách hàng thì giá khoảng bao nhiêu anh? Dạ, cây này em giao lưu là giá 150 ạ. Giá 150 triệu? Dạ, 150 vâng. triệu. 150 triệu, cây mai chiếu thủy. Kể ra có cái thước mình đo được cái thước bonsai thì anh em nó có dễ tham khảo hơn. Nhưng cái cây này thì cái bóng cây này cũng rất là tuyệt vời đấy. Cháu đo cái vanh thân cho nào. Luồn tay từ vòng bên kia lại. Đấy, thế chứ này. Lật thước, đúng rồi. Đây là vanh thân nhá. Dịch lên một chút để lấy vanh thân, còn cái bệ thôi. Là đi 52, 53. Đấy, vanh thân 53, kéo chiều cao lên. Từ mặt chậu lên đến ngọn. Lên tí nữa, rồi. 86, vâng. Được đấy, được rồi, thế thôi, còn sải tán thì theo tỷ lệ chúng ta biết rồi. Với giá là 150 triệu. Và chúng ta di chuyển tiếp đến một cây sam hương này. Và một cây sam hương lá đã nhỏ tí xíu rồi. Cây sam hương gốc bự quá, đó là một cây nhiều thân.
cây sam hương này anh chơi lâu chưa anh? Dạ, tôi chơi khoảng 6-7 năm nay rồi chú. À, tức là 6-7 năm nay rồi. Và à, cây này thì giao lưu được giá bao nhiêu? Dạ, 120 triệu. 120 triệu và 120 triệu. Rồi. Và bây giờ Đỗ Sinh vì cùng các bạn chúng ta di chuyển tiếp đến một số cây tùng. À, tôi được biết thì khu vực này anh đang có cái bộ chơi cặp 3 cây tùng tương đối là đẹp đấy. À, tôi đứng trách cái này khỏi nắng này. Đây là tôi giới thiệu với các bạn là hình ảnh của 3 cây tùng, cây đứng giữa này và hai cây hai bên đây. Hai cây hai bên thì bóng hình giống hệt nhau, kể cả từ đôn trậu. Đấy. Bây giờ ta giới thiệu cây thứ nhất trước. Anh đo hộ tôi cái đường kính thân cây này nè. Cái vanh thân cây này. Được rồi, chỗ đấy được rồi. 77 đúng không? Dạ 77. 77. Vâng, vanh thân là 77. Cây tùng cực kỳ là già nhé, mà bệ đế cũng rất đẹp. Và đúng là trực dáng tùng. Các tay đều tạo thành những cái vai. Một cái cây tử treo. Thực ra cây này mà chỉnh trang lại một chút đi thì nhìn bóng đẹp lắm. Bởi vì vừa rồi chắc anh chưa chỉnh. Mùa đông này thì ngoài Bắc chúng ta cũng hay làm tùng. Nhưng mà riêng trong Nam thì tháng nào, năm nào cũng làm tùng được. Đấy. Nhiệt độ trong này khác hẳn với ngoài Bắc mình. Cây này chiều cao thì ước chừng vào quãng độ tầm khoảng độ 2,5 m các bạn ạ. Đấy. Khoảng 2,5 m. Cái cây tùng mà tôi đang quay, cây tùng dáng trực ở giữa đây thì giá khoảng bao nhiêu anh ơi? 150 triệu. Dạ, dạ. Và 150 triệu nha các bác nha. Rồi, chúng ta di chuyển đến hai cây tùng hai bên này. Hai cây đối xứng thì tôi chỉ quay cây bên này thôi. Đấy. Hai cây nó cũng 1 9 1 10 như giọt nước ấy. Đây. Bệ khá đẹp nhá. Và những cây cũng khá là nhiều tuổi rồi. Cây tùng rất khỏe. Anh đo cái vanh thân hộ cho chú cái. Rồi. Như vậy là 58. Ok. Dạ. Chiều cao kéo thước lên cái. Cây này thì chọc thước đo được. Anh cứ đưa lên lúc nào tôi bảo được thì được. Rồi, kéo xuống mặt chậu đi. Bao nhiêu? 1m73. Và wow. Đấy. Đây là cây thứ nhất nhá. Chúng ta chuyển ống kính sang cây thứ hai bên này. À, lúc nãy cây kia đo là đi 58. Anh đo vanh cây này cho này. Chắc cũng tầm ấy. Gốc bên này cũng đẹp. Sáu hai. Bên này to hơn một chút. 62.
chiều cao thì hai bên hai cây hai bên ngắm ngang nhau, khoảng độ 1m7, đúng rồi, đứng xa ngắm hai cây ngang chiều cao như nhau, sải tán rộng cũng như nhau này. Có một cái chiều cái tay bay ra hai cây đều bay vào trung tâm cây giữa, rất là đối xứng. Vâng, nhiệt độ ở trong Nam này rất tuyệt vời. Ở cái mức là đang là 26, 27 độ. Rất dễ chịu, buổi chiều hôm nay rất dễ chịu. Cái cặp tùng này thì giao lưu thì giá bao nhiêu hả cháu? Dạ, cặp tùng này giao lưu là 350 ạ. 350? Dạ. Vậy là cái bộ ba này là như vậy là 150, là vừa 500. Và 500 triệu ạ. Vâng, 500 triệu. Rồi, cái bộ ba cây tùng chúng ta vừa mới xem. Vâng, bây giờ tôi xin anh kiểu ảnh nhá. Đứng đây nhìn nhá, chụp nhá. Rồi, chụp này. Xong rồi. Và lúc nãy anh giới thiệu tôi là có một cây tùng Đài Loan đúng không? Dạ, một cây tùng Đài Loan nữa. Tùng Đài Loan. Đài Loan zin đấy. Dạ, bây giờ chúng ta đến tham quan nhé. Rồi. Vâng, và anh Thế Long đã dẫn Đỗ Sinh đến một cây tùng kim cương, tùng Đài Loan. Đấy. Đây là một cây zin đấy, cây không cấy ghép gì cả. Mà cây này thì tôi được biết là nếu ở miền Tây mà tìm những cái cây tùng Đài Loan zin như thế này mà bệ lớn như thế này là cũng không phải là nhiều nữa đâu. Đấy, đây này. Lá đây các bác nhìn nhá, rất khỏe, rất đẹp, lá rất là bóng. Đây, còn phần gốc này cháu phải đo hộ cho chú cái vanh đấy. Dạ. Được rồi, chỗ đấy là tương đối nhỏ đấy, 61 đúng không? Dạ, 61. 61 đây rồi, vanh thân là 61 nha các bác nhá. Bế đế khá là đẹp, bế trải các phía luôn. Cây này thì anh ấy vừa mới chuẩn dây xong, vừa mới vẽ bóng xong. Chơi anh chơi cây này lâu chưa? Dạ, cây này cháu chơi tầm 10 năm rồi chút. 10 năm rồi. Dạ, 10. Vâng, cây rất già. Có cái vừa rồi anh vẽ lại cho nó phân tán dành hơn đúng không? Và chơi bóng cây tùng kim cương khá là lớn. Kinh nhỉ, vỏ nó bong chóc lên, nó lên vảy đẹp thế chứ. Quá già. Alo. Vâng, và đây là bóng dáng tổng thể của cây tùng Đài Loan này. Cây này mà giao lưu thì giá nào anh Thế Long? Dạ, cây này giao lưu giá là 300 ạ. Giá 300 triệu? Dạ, 300 triệu ạ. Rồi, đẹp quá nha. Đấy, cây này mà đứng trước một cái không gian rộng rộng một chút
Bởi vì chúng ta biết được cái bông lá của cây tùng kim cương rất tuyệt vời. Nó mịn màng. Đấy. Mỗi một chúm lá nó như là những cái bông hoa. Rất hay luôn. Và với cuốn video ngắn ngủi chia sẻ một số những cây tùng, cây sam hương và cây mai chiếu thủy của anh Thế Long, địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đô sinh có cái số điện thoại của anh Thế Long trên màn hình phút đầu phút cuối và trong cái dòng chữ giới thiệu tiêu đề video để chúng ta tiện việc giao dịch. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Đỗ Sinh. Bây giờ chúng tôi dừng hình để di chuyển về thành phố Long Xuyên, tỉnh Long An để làm chương trình một số những cái vườn dưới khu vực Long Xuyên. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những cái cuốn video sau.